Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, qua giám sát dịch thì địa phương này vừa phát hiện một ca nhiễm virus Zika. Điều này cho thấy virus Zika vẫn đang lưu hành trong cộng đồng. Như vậy là từ đầu năm cho đến nay thì cả nước đã có khoảng 30 ca nhiễm virus Zika được phát hiện. Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cho biết khoảng 30 ca nhiễm virus Zika được phát hiện ở 8 tỉnh thành, trong số gần 1.000 mẫu xét nghiệm. Số ca nhiễm cao nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh, gần 20 ca. Bộ Y tế cho biết bệnh virus Zika vẫn lưu hành ở nước ta. Chính vì vậy mà các thai phụ hoặc là phụ nữ dự định có thai cần phải lưu ý phòng bệnh, tránh để muỗi đốt. Riêng tại Cà Mau, đang chú ý trong tháng 9 năm 2017 đã phát hiện một ca nhiễm virus Zika trên địa bàn huyện Phú Tân. Ca bệnh này được phát hiện khi ngành y tế dự phòng của tỉnh lấy mẫu giám sát. Ngay sau khi phát hiện, các ngành chức năng địa phương đã tổ chức khoanh vùng, thực hiện các giải pháp ngăn chặn có thể phát triển thành dịch.